Rồi, xin khán giả một tràng pháo tay. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Làm cho đối phương đánh lực trắng bụng về đô Thanh Huyện Hà Nam thắng cuộc. Đó gặp Đô Văn Cường của xóm trại mang bao màu xanh. Mời hai đô về dưới sới làm thủ tục xe này. Hai đô nghe lệnh trong tài cấm xe này. Đâu là mình đang minh đấy. Hai đô bắt tay nhau. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Theo quy định của giải vận hội làng chúng tôi thì nhấp bổng là không thắng cuộc, phải đánh được đối phương, hai vai chạm bàn thảm, lấm lưng trắng bụng thì mới thắng cuộc. Chính vì vậy vừa rồi là đô phố đỏ bị nổi lên khỏi mặt giới, nhưng trọng tài chưa dừng trận đấu. Và trọng tài đã xác định hai vai chạm mặt thảm. Mời hai đô về giữa sới để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả bằng một kỹ thuật mở cánh của Đô Văn Cường xóm trại đã thắng cuộc. Mời hai đô. Xin mời hai đô ở lèo Thanh Niên giữa đô Anh Tiến của Vân Côn và tiếp tục trận đấu. Trận đấu tiếp tục. Sau trận đấu Bình và Việt là trận đấu của nữ Thanh Thảo Hà Nam, Ngọc Linh Hà Nội chuẩn bị. Không có kỹ thuật tiếp theo.